Hình ảnh ca sĩ Thu Phương quỳ lạy khán giả khi đang trình diễn trong một show ca nhạc gần đây đang nhận về rất nhiều sự quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự thắc mắc vì không biết lý do nữ ca sĩ phải làm điều này là gì. Mới đây, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước màn tái xuất của Thu Phương tại sân khấu ca nhạc. Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi mà nữ ca sĩ trình diễn một mình trên sân khấu. Trước đó, ca sĩ Thu Phương chỉ góp mặt trong các show diễn để hỗ trợ đàn em và học trò, đặc biệt là lần xuất hiện trong concert của ca sĩ Hoàng Dũng. Cả hai cô trò đã được dịp tạo nên một phiên bản mới cực kỳ sâu lắng của Chưa Bao Giờ, thu hút đến 5 triệu lượt xem. Tuy nhiên, điều đặc biệt khiến công chúng ngỡ ngàng chính là khoảnh khắc Thu Phương cúi gập người xuống sân khấu sau khi vừa kết thúc xong phần trình diễn. Được biết, ý nghĩa hành động của nữ ca sĩ là muốn cảm ơn tình cảm khán giả đã dành cho mình sau nhiều năm xa cách vẫn yêu thương và chào đón cô. Hành động quỳ xuống của chị đẹp Thu Phương nhanh chóng nhận về rất nhiều sự quan tâm và lời khen ngợi từ công chúng. Nhiều người bày tỏ sự quý mến với nữ ca sĩ, thậm chí còn nhận định Thu Phương là chuẩn mực cho nhân cách cao đẹp của một người làm nghệ thuật. Ngoài ra, cư dân mạng còn liên tưởng hành động quỳ sụp xuống cảm ơn khán giả của ca sĩ Thu Phương đến ca sĩ Mỹ Tâm. Cụ thể, Mỹ Tâm từng quỳ lạy khán giả trong live show Tri Âm tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội. Mặc dù có khoảng thời gian dài không xuất hiện tại thị trường âm nhạc Việt, nhưng Thu Phương vẫn nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả. Điều này làm giọng ca gạo cội xúc động. Thu Phương trải lòng, tôi hạnh phúc vô cùng, tôi không bao giờ nghĩ được đến giờ này mọi người vẫn ở đây. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều vì một buổi tối trọn vẹn yêu thương ngày hôm nay. Ca sĩ Thu Phương là một trong những giọng ca vàng gạo cội của dòng nhạc nhẹ tại Việt Nam vào thập niên 1990. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt tình khúc nổi tiếng như Hà Nội 12 mùa hoa, mùa yêu đầu, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Bên cạnh những giải thưởng âm nhạc cùng kỹ năng thanh nhạc đỉnh cao, Thu Phương còn từng tham gia nhiều chương trình âm nhạc nổi tiếng với vai trò là huấn luyện viên. Đối với Thu Phương, ca hát là sự chia sẻ từ những gì tự nhiên và sâu thẳm nhất, giá trị cảm xúc sẽ dễ dàng chạm đến khán giả hơn là phô bày kỹ thuật choáng ngợp. Kể từ sau khi kết thúc chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng 2023, ca sĩ Thu Phương đã có màn trở lại sân khấu đầy mạnh mẽ, hình ảnh một người chị hiền lành, quan tâm đến các em cùng thái độ tập luyện nghiêm túc, nỗ lực hết mình của ca sĩ Thu Phương chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả. Được biết, để có thể tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng 2023, Thu Phương đã phải tạm hoãn đám cưới với ông xã Dũng Taylor tại Mỹ. Ban đầu, ca sĩ và chồng lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 12 tháng 12. Tuy nhiên, Thu Phương đã quyết định hoãn cưới vì tập trung tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng. Cô rời công việc và đám cưới sang năm 2024 nhưng chưa có thời gian cụ thể. Việc tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng mang đến cho Thu Phương nhiều điều bất ngờ, thú vị. Là một người từng trải nghiệm nhiều góc khuất của các show truyền hình thực tế, bản thân cũng không còn mặn mà với các sân chơi dạng này nên khi ban tổ chức đề nghị, cô đã không lập tức nhận lời. Hệ lụy nếu có cũng chẳng vấn đề gì, nhưng mệt đầu và ảnh hưởng đến xung quanh. Tôi đã nghĩ giai đoạn này mình chẳng có năng lượng để làm điều đó nữa, nhưng ban tổ chức rất kiên quyết thuyết phục rằng trải nghiệm sống và con đường sự nghiệp của tôi thực sự phù hợp với chị đẹp và đâu đó tôi có thể giúp đỡ cho các đàn em khác. Cô kể, Thu Phương cảm nhận được sự nhiệt tình, chân thành từ chương trình nên đã suy nghĩ và nhận lời tham gia trước hôm bấm máy vỏn vẹn 4 ngày.